Nam Tép xin kính chào tất cả các bác nha Hôm nay bên em tiếp tục về được một lô đẩy màu web để giới thiệu tất cả các bác. Thì à, bác nào đã quan tâm đến cửa hàng bên em thì đều biết trong thời gian qua bên em bán rất nhiều những cái đẩy màu ép này. Thì đây là một trong những cái dòng đẩy nói chung là hàng xịn gọi là xịn xòa luôn đấy. Hàng xịn và thương hiệu. À, một trong những cái dòng đẩy mà thứ nhất là tiếng nó sở hữu được rất nhiều những cái ưu điểm để trở thành là một cái con bọt hàng là hot à, trong cái thời gian vừa qua thứ nhất thì đây là một con đẩy à, mang thương hiệu của người đức tức là màu ép là một cái thương hiệu của đức các bác nhá, của đức à, nhà máy thì à, dòng này thì đặt tại trung quốc thì đây là một cái thương hiệu audio khá là lớn nổi tiếng ở trên thế giới rồi thì à, các bác đều đã biết là có vang màu ép này đẩy màu ép loa màu ép thì à, những cái dòng sản phẩm của màu ép thì nó đều là những cái dòng sản phẩm cao cấp À, có giá khá là cao, à, đặc biệt những cái dòng sản phẩm của thương hiệu màu ép thì nó đều là được sản xuất theo cái tiêu chuẩn của châu Âu, cho nên mà chất lượng rất chi là cao. Cái điều thứ hai nữa là cái con đẩy này là nó được thiết kế cực kỳ là đẹp, nói nói chung là mặt thiết kế rất chi là đẹp các bạn, à, đẹp. À, nhìn vào cái mặt của nó thì các bác đều đã biết là nó được thiết kế thứ nhất là mặt của nó được sơn tính điện màu trắng, phải nói là cực kỳ là đẹp. đấy kiểu thiết kế này là khá là đẹp và bắt mắt à, để ở trong cái tủ chúng ta nhìn vào nó khá là nổi nổi so với những cái dòng đẩy à, khác cái điểm thứ ba à, mà làm nên cái thương hiệu của cái dòng đẩy này nó thứ nhất thứ ba là về hiệu suất thì à, cái con đẩy này nó mang cái công suất trong mình đó là 600W một kênh các ạ 600W một kênh ở 8 ohm và à, tới là 1000W một kênh ở 4 ohm Tức là con đẩy này nó đủ công suất đánh cho chúng ta là hai cặp full 30, hai cặp full đơn 40 À, và nếu như mà gọi là đánh xúc thì chúng ta đánh được một đôi xúc đơn 50 đó là à, về công lực của nó à, cái điều thứ tư để làm nên cái thương hiệu đó là con đẩy này nó mang cái máy cái mạch của nó là mạch máy là a cái máy là a thì nó cho chúng ta những cái ưu điểm nó vượt trội so với những cái dòng máy khác thứ nhất là về tiếng về chất lượng âm thanh là tiếng rất chi là hay tiếng sáng bay tiếng À, độ ổn định cao, độ méo giải khi mà khách đại lên thì nó rất chi là thấp. Đấy. À, dòng đẩy này thì máy LA nó có đặc điểm nữa là nó bền bỉ, chạy bền bỉ ít bị lỗi vặt. Đấy. Mà nếu như có lỗi thì nó cũng rất chi là dễ sửa chữa các bác nhé. Đẩy là thì rất dễ sửa chữa và rất ít khi bị lỗi phải nói là thế. Và và cái điều thứ năm, cái điều thứ năm mà để làm lên à, tên tuổi của con đẩy này thứ nhất là nữa là thứ là, cái giá thành của nó giá thành của con vai đấy này nó rất là hợp lý so với những cái dòng đẩy là nó cùng phân khúc à, ra con này bên em bán giá bán lẻ là của nó là 5 triệu 500 ngàn đồng bác nha. 5, 500, 000, các bác nhá 5 triệu rưỡi các bác sở hữu được một con đẩy máy là hàng xịn chính hãng à, là 600 đấy thì bây giờ em sẽ đi uh, chi tiết về cái uh, con đẩy này về nội thất của nó cho các bác xem nhá À, con này nó được thiết kế thích cái mặt của nó toàn bộ cái mặt của nó là được à, sơn một cái lớp sơn à, tính điện đấy cái sơn này rất dày nó không đảm bảo cho cái mặt này không bao giờ bị gì xét mà có à, chịu va đập rất tốt không có lo đây chúng ta thấy là nó bị chảy rất nhiều nhưng mà nó chỉ chảy trên mặt sơn chứ không bao giờ bị chóc được cái lớp sơn này sơn cực kỳ là tốt luôn e à, căng trước e căng của nó là có một cái lớp à, lưới đây cái lớp lưới này nó có tác dụng là nó lọc bụi này chúng ta thấy bụi đang còn bám rất chỉ là đầy bên em chưa vệ sinh đâu nhé bụi đang còn bám Đấy. Bụi bám cái này thì bọn em phải tháo ra vệ sinh từng con một trước khi gửi cho các bác. Đấy. Bụi đồng bám này. Mình thấy không? Đấy. À, nó có cái lớp lưới này. Nếu như không có cái lớp lưới này thì bụi trong này có lẽ là phải từng lớp. Đấy. À, đó là về mặt trước. Đấy. Hai nút volume của nó đây. Đấy. À, cái model của nó là MD2006 các bác nhé. MD2006. Đây là tức là hai kênh. Một kênh 600W. Position Power Amply. Đấy à, con này thì phần máy của nó đây máy của nó đây có cái tem gì ở đây này cũng không biết nó tem này nó dán là cái cuộn đấy sản xuất năm 2012 hai à con này đấy màu FMD5 là nó dán như cái nguồn cái con này nó có cái nguồn phải nói là khủng bố luôn chưa bao giờ chúng ta thấy cái con đấy mà là 600 mà nó cái nguồn nó lớn như thế này chúng ta thấy không nguồn lớn kinh khủng luôn gang của em là gang 20 hơn 20 một chút mà này không có dư một chút nào Đấy, nguồn lớn nguồn này là nguồn dây đồng xịn chứ không phải nguồn nhôm giống như một số dòng đại khác ấy nha. nguồn đồng xịn à, cái nguồn này thì bên ngoài này nó có một cái lớp mà đây chúng ta có một cái vành sắt nó bảo vệ đây thực ra cái vành này nó không phải bảo vệ các bạn nó có tác dụng là nó khử từ trường nó khử nhiễu để nó bảo vệ công suất à, như chúng ta đã biết là cái, cái nguyên thế này nó hoạt động là trên nguyên tắc là nó sinh ra từ trường Ừ. thì lúc khi mà từ trường trong cái quần đẩy này nó sẽ nó không phải nằm ở trong cái quần dây mà nó sẽ ảnh hưởng đến khu vực xung quanh đây và cái phần công suất này cái vòng này nó có tác dụng nó là để nó 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 khử khử những cái từ trường ở đó để nó cái tiếng công suất này nó sẽ sạch hơn nó không bị ù loa đấy nó không bị ù đấy Đấy, con này thì nó chạy 20 tụ các bác nhé 20 tụ 3 ngàn 30 đấy. đấy. tụ của nó đang còn rất trị là đẹp đấy. À, thấy không đấy. và dòng này là con này là LA600 cho nên mà nó sẽ chạy đấy, nó chạy của nó là 24 sò Toshiba. 1 2 3 4 5. Thế này chúng ta phải đếm theo chữ đây này, này. 1 này. 2 này, 3 4 5 6. 64 24. 24 sò. Riêng cái con sò này chúng ta không tính vào nếu như bình thường chúng ta nếu mà bác thợ nào các bác sẽ tính vào là tính con sò này nhưng mà bên không tính. Chúng ta chỉ tính 1 2 3 4 5 6. Con sò này mặc dù nó có chữ ở đây nhưng chúng ta không tính con sò này nó có cái tác dụng là nó đóng mở nó đóng mở công suất để cho các cái sò này khi mà có chập cháy thì con sò này nó sẽ là cái con gọi là cái con thí tốt có hiểu không? đấy cái con này nó có tác dụng là đóng mở đóng mở công suất để cho vào đây khi mà có chập thì con sò này nó sẽ sẽ chết con sò này và nó bảo vệ phần này nó không bao giờ nó cháy hết cả khu này đấy. ngoài ra cái con này nó sẽ có bù áp đây nó có một đây một con một phép đây bù áp đây một sò là gì để bù áp ngoài ra đây các cái con một phép nó nằm ở đây nữa để bù áp là thấy đấy dòng điện con này thì nó là dòng bù áp đó. con này là có bù áp luôn đây nhưng chúng ta dùng thấy là nó giờ chạy điện hai cầu đấy có một là cầu uh, cầu yếu cầu yếu là tức là cầu điện thấp hơn nó sẽ đi vào để đánh nuôi công suất này và có một cái điện cầu cao hơn tức là có một cái điện áp nó sẽ cao hơn đây phần công suất đấy nó sẽ cao hơn nên nó có tác dụng bù áp khi mà chúng ta bù áp thì nó tại sao đẩy bù áp nó khỏe hơn tại vì là khi mà chúng ta đánh những cái loa lớn. Loa lớn ấy, bình thường thì chúng ta mở cho hoặc là chúng ta để ý rằng những cái mà tiếng bát nó mạnh, nó sâu ấy thì nó hay bị tụt dòng. Tụt dòng khi có bù áp thì nó sẽ bù lại cái phần dòng để nó đã tụt đó. Cho nên mà cái dòng đẩy đó có bù áp thì luôn luôn là đánh tiếng rất chi là hay, khỏe hơn, hay hơn và đặc biệt là không bị méo tiếng. Đấy. Đây, chúng ta để ý là đây là dòng điện hai cầu của nó. Đấy. nó có một dòng điện thấp và một dòng điện cao. Đấy chúng ta con đẩy chúng ta nhìn phải phát là kết Cái nguồn của nó kinh khủng luôn Đấy Hàng này. Nói chung là đây là hàng này bên em là bao nguyên bản cho các bác Bên em là mua là mua bao sống Nhưng không phải là mua lô các bác Hàng này là bên em mua bao sống Cho nên mà các bác mua là yên tâm Con nào chết thì em bỏ lại Mặc dù em mua giá cao hơn chút thì họ bao sống cho em Nhưng con mà bị lỗi thì họ Em sẽ không lấy cho nên mà hàng này trước khi đi thì Các bác em sẽ vệ sinh những cái bụi bạn này bên em sẽ xịt sạch hết các bạn yên tâm nhé Đấy, bụi bạn này này, cái này là ốc của mày làm tháng để đây ngôi này nó mất đi Đấy. cực kỳ là đẹp và xin nhắc lại cái giá bán của con đẩy này các bác nhé giá của nó là 5 triệu 500 ngàn đồng vẫn giá cũ như ngày trước đây các bác nhé bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với cửa hàng mấy đem, số điện thoại ngay phía dưới màn hình ạ 0967676739 5 tép ạ à em là tại Thanh Hóa các bác nhá, tại Thanh Hóa nhá. Xin cảm ơn tất cả các bác nhá, xin dừng video tại đây ạ. Bác nào có nhu cầu để liên hệ với cửa hàng em nhá. Và trước khi kết thúc video thì cũng xin mời các bác chúng ta click like vào cái nút đăng ký theo dõi à, để cập nhật những cái sản phẩm mới nhất, những cái video mới nhất tại cửa hàng của em ạ. Rồi, xin chào hẹn gặp lại tất cả các bác nhá.